Xin chào tất cả anh em đồng nghiệp nhé, xin chào toàn thể anh em đam mê nuôi ong. Hôm nay mình đang có tại mặt tại trại ong của nhà anh Thụ tại Lạng Giang, Bắc Giang. Đấy, tham quan cái mô hình nuôi ong kế của anh Thụ. Vâng. Ở đây là đang kiểm tra một cái đàn kế này, anh lên kế cái này kế mấy cầu rồi anh? 10 cầu à? 2, 4, 6, 8, 9 cầu, 9 cầu bên dưới chắc là tầm 7 cầu, 8 cầu. Mặt đang đổ hết rồi. Hôm nay thì thời tiết ở tại Bắc Giang hôm nay thì thời tiết đã hửng nắng, rất là đẹp, mật đang về nhiều lắm. Sáng giờ mật sáng em thấy ong em đi làm cũng nhiều. Tốc độ. Thì sau khi mà kiểm tra cái những cái cầu này xong thì anh Thụ có thể chia sẻ một vài cái lưu ý nhỏ khi mà mình lên kế cho tất cả bà con được không anh Thụ? Ôi, nói tóm lại tôi cũng chả biết, tôi cứ thấy nhàn là tôi chịu rồi chứ còn nhàn là mình chắc rồi chứ còn thứ nhất là bây giờ là nhà này, thứ hai là nó phải có cái ưu việt hơn, cái tính năng hơn thì mình mới làm cái này chứ. Tóm lại là theo tôi thế này này, đánh giá thế này. Cái thứ nhất là đến lúc mình quay mặt mình không động đến con ong chúa. Cái thứ hai là nó toàn bộ là trên là tuyền mật. Quay thậm chí mình gọt một cái là quay văng ra, không động gì con chúa cả. Đâm ra tôi thấy năng suất nó, mình tưởng tượng như một đàn ong nó mất con chúa nhá. Tự nhiên cầu mật tổ nó đang, ví dụ một quay một tổ thì tổ 5 lạng mật chẳng hạn. Nhưng tổ này thậm chí nó 3 cân mật. Phải không? Đấy. Thế năm ngoái anh đã lên kế chưa? Năm ngoái thì tôi chưa lên kế. Nhưng năm ngoái tôi, cái này tôi thích đam mê rồi. Hay quá. Có ngoại thích đam mê. Còn đây con ong về thực tế là quay con ong nó nha. Hôm nay mật nó về á thì nhìn nó lượng nó bay đã biết rồi. Bây giờ cứ hai thằng lấy sẽ được nhiều hơn, thằng ô tô sẽ chở được nhiều mật hơn thằng xe máy. Đây là những cái tầng kế của anh này. Đấy, anh kiểm tra một đàn nữa đi. Thì đây là cái mô hình nuôi ong lên tầng kế của anh Thụ ở tại Lạng Giang, Bắc Giang. Anh em mà có thể kết nối thì về khu vực Lạng Giang có thể hỏi anh Thụ ở đây. Đấy, nếu mà làm như thế này, tôi là ví dụ nắp thùng như thế này nè. Đấy, gọi là ví dụ ổn định cầu. Đây. 2 4 6 8. Thì bao giờ dưới nó lở cái con nhét hai cầu nữa là ổn này. Vâng. Mật đang rất là ok. Hôm nay mật về nhiều rồi. Mật vải bắt đầu. Mật nó phù cầu rồi đâu ạ. Cái cầu phù trắng rồi nè, biết rồi. Về mặn. Bên dưới là tầng lưới chắn chúa này, xong đến phần bên trên. Thì đây là cái công nghệ cũng không phải bây giờ mới. Tuy nhiên là với hiện nay thì chưa phổ biến. Thì nó cũng có một cái cũng có cái ưu điểm và nhược điểm. Mật này. Đấy. Đấy. Được cái gì ấy? Còn bao giờ bọn là thấy quả này gọi nó lợi nhộng nó chưa lở hết đây mật đây. Bây giờ lở hết rồi cái nào nó bít hết. Thế đâm ra tôi thích ở cái nó nhàn thôi. Chứ còn không thích cả cái gì cả. Thích nó nhàn. Vâng. Thì cũng tiện em đang quay cái video này thì anh có thể chia sẻ một cái vài cái điều kỹ thuật cơ bản không? Mặc dù là mình mới nhưng mà mình có cái nghiên cứu và trước đấy thì mình cũng phải đo lường hoặc là đi thăm nghiên cứu ở đâu về. Có nghĩa là đóng tủ hay là thế nào? Thì một vài cái việc mà mình cần làm trước khi để mình lên tầng kế này. Ví dụ như là mình phải thay chúa này hay là mình phải. Tóm lại là nuôi tầng kế này là phải chúa tơ. Một là chúa tơ. Từ 5 tháng quay đầu thôi chứ mình cũng theo như thằng Cộng hòa Séc, có nghĩa là Việt Nam sang Cộng hòa Séc nó nuôi, còn Việt Nam mình vẫn là nuôi hơi cổ. Đấy, con chúa tơ là thứ nhất nó quản lý không sợ phải tách đàn. Lúc mà mình như nhà tôi bảy ở dưới chỉ 78 cầu để cho chú đẻ thôi. Còn nếu mà làm tầng kế này thì tôi thí nghiệm rồi thấy nó đẻ vuông, có nghĩa là nó đẻ sát cầu luôn, còn bao nhiêu mật nó đẩy hết tầng kia. Đấy. Đấy mình thí nghiệm thế mình đã thấy là hiệu quả rồi. Vâng. Mà nuôi trong thực tế là nó vâng. Như là có cái tổ ong là mất chúa. Mất chúa là những người nuôi ong họ cũng biết là cảm giác của nó là tiền mật không ạ. Vâng, hay quá. Thế thì về cái nguồn mật thì mình yêu cầu cái nguồn thì nó phải như nào thì mình lấy được kế nó dễ dàng. Tóm lại là tôi cũng chả tính gì, nhưng mà cái thứ nhất là tôi tính là nản nhàn cho tôi đã. Bất kể ong nào người ta đặt đâu thì ong này số lượng quân nó đã gấp mấy lần rồi thì nó sẽ lấy được nhiều mật hơn. Như cái tổ ong nó ít cầu,
thậm chí người ta ong nó đói, như ong con ong nó đông người đi lấy nó sẽ được nhiều mật hơn, cái đấy là rõ ràng không cần gì nói hơn. Mật vải này là cái nguồn mật vải là lên kế thoải mái rồi, mi mật nhãn. Mật nào tóm lại là vì con ong này mình hết mật vải mình chuyển đi mật khác, chứ nào chẳng lấy được, đi theo tôi thì mật nào tôi anh từng kế được. Vì ong kia của ông một tầng, ong của tôi hai thằng nó sẽ đi lấy bằng một thằng đánh ngã nào được, hai thằng được. Mà đấy là phải công nhận rồi. Chính xác đấy anh ạ. Thì đấy vừa rồi tất cả anh em đồng nghiệp thì cũng có anh em thì đã lên kế, có các bác thì cũng chưa, thì đây là một cái mô hình vừa lên kế mới của anh Thụ vừa chia sẻ. Bây giờ anh em sẽ cùng đi kiểm tra những cái tổ khác nhé. Thì xin cảm ơn tất cả anh em đồng nghiệp theo dõi cái video này.